Hello, có back to my channel Start Sky được không? Giờ đi qua. Thank you.
We'll be rushing. So there he is. I got you a nice little place to stay. Let's go. Ở đây thì mình sẽ đi đến đường 3. This is it, Tony. Home sweet home. Take me to my place.
apartments cost money. Sau đó thì mình sẽ nhận nhiệm vụ thứ hai. Ở đây xem nhiệm vụ thứ hai là như thế nào. Đến điểm vàng. Ok. Xem có xe nào ngon không. Được rồi. Ok, và mình sẽ chuyển sang game thứ 5, GTA 3. Let's go. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Place right here. Let's get off the street and find the danger close. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I can probably get you some work. Come on, let's head over there. Around the back and use the service door. Learn to drive.
Tommy Vercetti. Shit. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Go get some sleep, he said. Thank you.
anthem. So they're rushing too.
vẻ tự game này lót hơi lâu. Ok, vừa nói xong thì đã vào được rồi. Oh man, oh my gosh, yes. Thank you.
Chris Mato. Let's go. Så gav var mig se tjen så der det her. Đây là ga tự động và mình sẽ để ga tự động này tiến thẳng về quê. Ngoài trời đang mưa ha to.
sir, and sat like a joke. Happy alone. Oh my gosh. Ở đây các bạn có thể đến nơi hoặc các bạn có thể tìm một nơi để trú. Khi trú xong thì các bạn lại tiếp tục đi tiếp để đến phần đích còn lại. Đó là hơn 800 km nữa. Và mình đang tìm vị trí nhưng chưa chắc là có. Thì đây là đường cao tốc. Dọc đường thì mình thôi. Bởi vì một con đường khá là xa. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.